Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh chiều nay chủ trì cuộc họp của Ban Chi huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng nhằm triển khai công tác phòng chống ứng phó với bão số 5. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ, bão sẽ đổ bộ vào sáng sớm ngày mai ngày 18 tháng 9 với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 và cấp 14. Do ảnh hưởng của bão số 5 nên từ nay cho đến ngày 19 tháng 9 tại Đà Nẵng sẽ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Trên sông Vu Gia và các sông thuộc Đà Nẵng có khả năng xuất hiện lũ ở mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng, nhất là tại huyện Hòa Vang và quận Liên Chiểu. Ngập úng cục bộ tại quận Hải Châu, Thanh Khê và Cẩm Lệ. Sau khi nghe các sở ngành địa phương báo cáo về công tác chuẩn bị phòng chống bão, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao sự kịp thời của các đơn vị. Tuy nhiên vì bão số 5 có diễn biến phức tạp nên cần tập trung hơn nữa vào các biện pháp ứng phó tại cơ sở tập trung toàn lực vào việc sơ tán người dân ở các vùng trũng thấp các vùng có nguy cơ sạt lở các vùng ven sông kênh có điểm xung yếu phó chủ tịch ban nhân dân thành phố hồ Kỳ minh lưu ý các quận huyện này khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống báo, ngập lụt lũ quét và sạt lở đất nhất là cách triển khai ngay các phương án sơ tán những người dân ở những khu vực ven biển ven sông có nguy cơ sạt lở cao rồi các nhà trọ, nhà tạm, nhà không kiên cố đến nơi an toàn. Thì công việc này cần được triển khai khẩn trương, hoàn thành trước 20 giờ tối hôm nay. Tổng số tàu thuyền của Đà Nẵng là 1.242 phương tiện với hơn 7.400 lao động. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã có thông báo từ sớm cho các ngư dân biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để kịp thời về bờ tránh trú. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các lực lượng chức năng hướng dẫn toàn bộ tàu thuyền khẩn trương về neo đậu tại các khu vực an toàn của thành phố, bố trí phương án sắp xếp hợp lý, tổ chức ứng trực đảm bảo trực tự an toàn phòng chống cháy nổ nhất là tại khu vực Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang. Toàn bộ công tác phòng cháy chữa cháy ở Âu thuyền Thọ Quang thì đề nghị cơ quan thành phố là tập trung tổ chức ngay phương tiện cũng như là trực chiến để để mà phòng chống. Cái Âu thuyền như vậy với chúng ta vào 4 quy mô của chúng ta là khoảng 450 có khi vào đến 800 Thế thì khi mà xảy ra một cái sự cố thì rất là nguy hiểm thì đề nghị công an thành phố là phải đưa các phương tiện, chúng ta đã có hẳn cái cái tàu hoặc cái chữa cháy rồi. Các phương tiện công cụ là phải đưa vào và trực chiến tại Âu Thiền Thọ Quang để xử lý khi có tình huống xảy ra. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh cũng thống nhất cho học sinh nghỉ học ngày 18 và 19 tháng 9, đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung triển khai gia cố chằng chống các hạ tầng trọng yếu, đảm bảo an toàn các công trình thi công, hoàn thành việc cắt tỉa cây xanh phó chủ tịch yêu cầu tăng cường tuyên truyền thông tin cho người dân không ra đường trong thời gian này tổ chức ngăn cấm các phương tiện đi lại qua cầu qua các khu vực nguy hiểm tuyệt đối không chủ quan lơ là phải toàn lực ứng phó với bão